Một công ty ở Kenya vừa đưa ra ý tưởng là chế tạo xăng dầu từ rác thải nhựa, cho rác thải nhựa trải qua quá trình nhiệt phân để có thể thu được nhiên liệu lỏng và thay thế xăng và dầu diesel. Quá trình cũng cho ra sản phẩm phụ đó là than sinh học để dùng đốt lò. Và trung bình 2-3 ngày thì công ty này sản xuất được 1.000 lít nhiên liệu từ rác nhựa. Và dù chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm này cho thấy nhiều kết quả tích cực. Hôm nay 12 tháng 10 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai và các hội nghị cấp cao cấp Bộ trưởng ASEAN với Bộ trưởng các nước đối tác trong khu vực bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại hội nghị thì các quốc gia ASEAN sẽ thông qua tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai. Đây là tuyên bố chung đầu tiên trong khu vực về hành động sớm, thể hiện dấu ấn và vai trò của Việt Nam trong năm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Còn mưa lớn liên tục trút xuống miền Trung, một số hồ đập đã phải điều tiết xả tràn, đề phòng lũ lên, đảm bảo an toàn hạ du. Như là sáng sớm nay thì Thủy điện Bản Vẽ ở Nghệ An vẫn đang xả tràn qua đập và xả hai cửa xả mặt để điều tiết với tổng lưu lượng xả khoảng 602 mét khối trên giây. Cụ thể và trong hôm nay và ngày mai thì mưa lớn sẽ tập trung từ Nghệ An đến Quảng Nam. Trong đó khu vực phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, mưa dồn dập, lượng mưa có thể lên tới 200-400mm, có nơi vượt 500mm, cảnh báo lũ trên các sông sẽ dâng cao.